Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tăng, kính bạch Chư Tăng, kính thưa các vị Phật tử. Nói một cách riêng tư thì Chủ nhật này nữa là thân mẫu của chúng tôi đã qua đời đúng một tuần. Nói tại thế gian thì như vậy là bắt đầu cái tuần thất thứ nhất. Nhưng mà trong cái Phật pháp truyền thống thì một người mà họ qua đời đó, họ giống như một người mà đi vào tù, hay là giống như một người mà đi bệnh viện, hoặc là một người mà đi xa vậy đó. Thì cái chuyện gì mà mình có thể làm cho họ thì mình phải khẩn trương, mình phải tranh thủ, chứ mình không có phải lệ thuộc vào vấn đề ngày giờ. Chúng ta biết rằng cái chuyện mà cúng thất, bảy thất ấy, hoặc là chuyện làm giỗ, đó là một cái truyền thống văn hóa của một số nước trong khu vực như Việt Nam hay là Tàu chẳng hạn, hoặc là bên Đại Hàn chẳng hạn, chứ còn không phải trên thế giới nước nào cũng có cái truyền thống đó. Xưa bài thì nay làm thôi, nhưng mà theo cái tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy thì khi người thân mình họ ra đi thì mình chưa biết là họ đi về cảnh giới nào, nhưng mà chuyện đầu tiên đó là từ cái giây phút mình biết họ đã ra đi, từ đó tới đi bất cứ giây phút nào mà mình có thể làm được cái điều gì đó để mình hồi hướng cho họ thì mình nên làm. Và có một cái hiểu lầm rất là lớn ở đây, đó là nhiều bà con mình cứ ngỡ rằng cái chuyện duy nhất mà có thể làm cho cái người quá cố đó là cúng. Đó là một chuyện mà tôi rất lấy làm tiếc, là nhiều người Việt Nam, giống như xin thưa ở đây là chúng mình đang trình bày chuyện này cho Phật tử, chứ không phải trình bày cho Chư Tăng. Xin các vị Tăng Ni có mặt rung rung bỏ qua cho cái chuyện này. Thì có một chuyện hiểu lầm rất là đáng tiếc, đó là nhiều người Việt Nam cứ hãy nói đến chuyện người chết đó, là mình nghĩ đến chuyện cúng. Mà hãy nghĩ đến chuyện cúng thì mình chỉ nghĩ đến chuyện cúng thức ăn. Bây giờ thì nó còn lòi ra cái vụ cúng hàng mã, là ví dụ như hồi sống họ tất cái gì bây giờ ở Việt Nam họ làm cả điện thoại, cell phone, rồi xe Mercedes, làm nhà lầu. Rồi chưa hết, bây giờ Trung Quốc nó còn có vụ nàng hầu nữa. Tức là họ làm mấy cô mà model, supermodel, rồi viết tên cho lên, ví dụ như là Claudia Schiffer của Đức, hay là cái cô mấy cô mà người mẫu, mấy cô nổi tiếng như là cả hồi sống thích Paris Hilton, Britney Spears, hay là Angelina Jolie, hay là Sophia Loren, hay là từ thì ở theo ở trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì các vị nhớ dùm ấy, là khi mình còn sống, cuộc sống của một con người nó gồm có hai phần, đó là phần tinh thần và phần vật chất. Và vật chất là cơm ăn áo mặc nhà ở chăn đệm, thì đó gọi là vật chất. Nhưng mà chúng ta biết rằng ngay khi cha mẹ mình trải tiền ý, thì ngoài những thứ ra cha mẹ rất là cần đến đời sống tinh thần nữa đó. Các vị thử tưởng tượng mình có rất là nhiều tiền như cha mẹ, cha mẹ đi những cổ xe đặt tiền hàng triệu đô la, nhưng mà đời sống tinh thần và tình cảm của hai cụ không được vui. Nghe thì thử hỏi vậy chứ đời tuổi già các cụ có trọn vẹn không? Chỉ có là không trọn vẹn rồi. Tôi có biết một vài chuyện rất là buồn cười mà cũng rất là đau lòng, đó là có những bà cụ Việt Nam qua bên đây quen rồi, cứ thấy con cháu là bồng, nhưng mà có nhiều con dâu bên đây nó không có thích gì đó, nó sẽ bồng như vậy rồi nó hôi mùi dùng xanh rồi nó tập lên dầu gió mà tốt, rồi khi bồng cái mồ hôi của bà làm cho đứa bé nó bị rơm, bị sảy, bị ngứa. Rồi chưa kể nó có nhiều bà cụ bên Việt Nam mình nó thì thương cháu đang ăn nhưng mà có cái gì thấy không ngon cái móc xảo vô miệng của nó, mà bên đây dâu với rẻ nó gặp cái vụ đó nó dữ kỹ lắm, là riêng cái vụ nó lắm nhé. Cho nên khi tuổi già của mình nó không có được trọn vẹn, dầu giàu có cách mấy mình cũng không ăn lại. Điều đó có nghĩa gì? Xin thưa, điều đó có nghĩa rằng đời sống vật chất nó chưa có đủ đâu, nó còn một nửa của đời sống của chúng ta là đời sống tinh thần, tâm tư, tình cảm, những gì anh tin, những gì anh hiểu, những gì anh thích, thì những cái đó nó làm phân nửa của đời của anh. Có nhiều khi có nhiều người cái phần mà tinh thần nó chiếm được 70% chứ không phải 50%. Tôi nói 50% mà tôi nói có thương lượng, có ngại giá rồi đó. Chứ có nhiều người họ coi đời sống vật chất nó nhẹ lắm, ăn gì cũng được, mà quan trọng là sống tinh thần. Cho nên ngay khi còn sống mà mình có hai phần, đời sống tinh thần vật chất và đời sống tinh thần, thì nói chi là lúc mình đã qua đời. Cho nên một cái hiểu lầm rất rất lớn ở đây, đó là khi nói đến chuyện cúng bái tưởng nhớ cho người thân, chúng ta thường nghĩ đến một chuyện là nó là chuyện cúng tạng đây. Đó là một chuyện thứ nhất đáng tiếc. Cái chuyện thứ hai nữa là người ta cứ nghĩ đến người thân là người ta nghĩ đến chuyện cúng thôi, chứ không nghĩ đến chuyện khác. Xin thưa, nhiều chuyện lắm.
Tôi nói rồi, đời sống tinh thần nó phức tạp, nó đa đoan, nó phong phú lắm vậy đó. Cho nên mình làm phước mà mình cúng thức ăn cho người thân mình chưa có đủ đâu. Phải hành thiền, niệm Phật ấy, hồi hướng. Tụng kinh cũng hồi hướng. Nghe Pháp cũng hồi hướng. Bố thí cúng dường cũng đem hồi hướng. Tức là trong cơ thể mình cần rất là nhiều cái nutrition, rất là nhiều cái vitamin, rất là nhiều cái dưỡng tố. Thì trong đời sống của người nó cũng cần rất là nhiều thứ. Cho nên kể từ lúc mà người thân mình mất đi rồi, mình có nhiều cái phước để mình hồi hướng lắm vậy đó. Chứ không phải chỉ riêng việc phước bố thí cũng phải. Mà các vị làm ơn nhớ là coi tôi nói có tật có trúng hay không. Cứ Việt Nam mình 95% hệ mà người thân quán cố là cứ đè ra cúng thôi. Dạ, cứ hệ đó tới bà má, bà ông già mình mất là cứ đè ra mà cúng. Mà cúng cái gì cúng toàn là đồ ăn không thôi. Mà mình cứ coi là cái chuyện ở cái cõi âm đó, ở cái bên kia thế giới là lẽ họ có chuyện ăn không hay sao. Cho nên cái chuyện quan trọng ở đây đó là cái tính kiến. Tôi biết có một vài Phật tử ở đây có lẽ thôi cũng ngạc nhiên là sao bà già mất tôi không có khóc. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa, các vị có thấy rằng tôi đây có một mình, tôi không anh em gì hết. Mà đúng ra theo ngoài đời là anh em tụi tôi phải dồn lên một chỗ để cúng bà già mà tôi cũng chẳng đi luôn. Là hai. Cái thứ ba nữa, có mấy người Phật tử Nam Tông ở trong vùng mà tới họ thăm tôi. Mấy cái hoa này là họ chinh dùng tôi đó. Nhưng mà cái trái cây này là do mấy người mà không phải Nam Tông. Chứ còn Nam Tông là tới là họ cúng ở đây, họ đem xuống để bé tôi ăn. Chứ còn họ đem tôi đây, họ mới cúng ở trên bàn này. Một điều nữa là các vị thấy rằng tôi không hề để hình bà già ở đây. Các vị đừng có tưởng tôi có. Ở trên nét cái gì tôi lên trên nét tôi đau đó, tôi in ra tưởng gì đâu có có. Tôi còn muốn là bây giờ tôi muốn làm cái hình mà to mà, cái size nó 18-40 cũng có nữa. Tôi muốn cũng muốn cái hình cũng có. Bây giờ mình cứ làm cái kim cô đó, mình bóc cái USB đưa cho họ USB chứ, là họ in cho mình bằng giấy gì cũng được. Nhưng mà tôi không có làm. Mình là vì sao? Là vì mẹ trong lòng mình là đủ rồi. Mẹ trong lòng là đủ rồi. Điều thứ hai nữa là để cái hình như vậy đó, vô tình mình gieo rắc cho người khác một cái hiểu lầm, đó là tưởng nhớ đến thân nhân phải cần có cái hình tấm hình to như vậy. Cho nên nhiều lắm, đó với tôi nhiều lắm đó là trong tủ sách của tôi có cái hình của bà, qua trong phòng ngủ có hình nó nhỏ lớn hơn cái hình passport chút vậy thôi. Đó là nếu mà tôi muốn. Chứ còn cái quan trọng nhất là tôi vào đầu hôm sớm mai đi ra đi vào cứ nhớ mẹ, làm cái gì cũng tâm niệm. Nếu mà mẹ biết thì mẹ hãy vui với cái phước mà con đang làm đây nha mẹ. Vậy thôi. Sáng ra cắt mấy cái hoa hồng lên gấm cứ cúng được bằng Phật cũng nghĩ đến bụng. Nếu mà mẹ đang quan sát con đang làm gì thì mẹ hãy vui nha. Vậy thôi. Mẹ ở phương trời nào đi nữa mà mẹ biết rằng con đang làm cái gì mà tốt đẹp mẹ vui nha. Chỉ nghĩ vậy thôi. Bởi vì mình phải học giáo lý, mình biết rằng khi mà họ ở cảnh giới nào đó mà họ vui với Phật Pháp là các vị có biết không, ngay lập tức cái hào quang của họ nó sáng hơn, cái thanh tướng của họ nó đẹp hơn, thức ăn của họ nó phong phú hơn, chiếc xe họ đang đi nó sẽ ngon lành hơn. Chỉ cần họ vui thôi. Tuy nhiên còn chuyện này nó quan trọng là mình có cái hiểu lầm rất là lớn. Mình cứ ngỡ rằng là chết rồi là phải xâm vô trong cái cảnh giới về tiên hay là làm một cái nhân chưa chắc. Bởi vì chúng ta có lục đạo mà quý vị. Nếu chẳng hạn như mẹ tôi phước nhiều thì mẹ tôi có thể đi xâm về cả cõi trời rồi làm người. Hoặc là do ông trả một cái nghiệp xấu nào đó trong quá khứ thì bà có thể bị đọa làm một cái, bà đi vào một trong bốn đường xấu, bốn đường dữ, xúc sanh, địa ngục, A-tu-la, ngạ quỷ nha. Và ở đây tôi cũng mở mặt nói thêm là không phải trường hợp nào người thân của mình cũng nhận được cái bảo hồi hướng đâu. Tôi ví dụ như người bà thân bà già của tôi mới sanh vào trong cái loài bàn xanh, tức là làm côn trùng côn dế, thì coi như là cái phước bảo đó không nhận được. Rồi trong trường hợp nữa là nếu mà sanh là vào cảnh giới của những cái cường phạm thiên mà ở trên cao trên xa thì bà cũng không có nhận được. Bà chỉ nhận được phước trong hai trường hợp. Một là bà có nhận được, bà có biết rõ tôi đang làm cái gì. Hoặc còn nếu bà không biết thì có chư thiên mách tảo. Cho nên trong đây có cái câu là xin thiên chư thiên đến mách dùm đó, là mách là bảo cho biết là có người con mà hướng như vậy, bà hoan hỷ đi. Thì khi ngay khi mà bà có cái lòng hoan hỷ thì lập tức, tôi nói rồi, ở đây có người mình nó, ví dụ như bây giờ các vị đang ngồi trước mặt tôi nói sáng nay tôi làm được cái chuyện hay quá, tôi chia hết để công đức cho quý vị. Các quý vị ngồi, các vị thôi cảm ơn anh thầy,
các vị không thấy, các vị chỉ vui thôi chứ các vị không có thấy cái gì thay đổi hết. Nhưng mà ở trong cái thế giới vô hình, thế giới siêu hình, thế giới của phi nhân không phải như vậy. Tôi ví dụ các vị chết rồi nhé, các vị là năm vị phi nhân đang ngồi trước mặt tôi, mà tôi nói sáng nay tôi làm phước tôi hưởng ứng hết cho các vị nha. Khi mà các vị vui một cái thì các vị có hai con đường: một, các vị sẽ chết liền tại chỗ để mà sanh về cảnh giới cao hơn; còn không nữa thì tất cả những gì các vị đang hưởng sẽ lập tức nó nhân lên gấp nhiều lần. Đó là theo kinh điển Pali nói như vậy, ngay lập tức các vị sẽ có được hai cái thành tựu: một là chết tại chỗ để mà sanh về cảnh giới cao hơn, còn không nữa thì những cái thứ mà quý vị đang có nó sẽ được nó sẽ được phát triển ngay lập tức gấp 5, gấp 10 lần như vậy. Cho nên đó là lý do tại sao ở đây chúng tôi không có đặt nặng vấn đề hành tích. Khi mẹ mất thì cái chuyện khóc không khóc nó quan trọng, nhưng mà cái chuyện quan trọng đó là các vị thấy tôi không có treo hình và tôi cũng không có thầy bà chú mọi gì hết. Bởi vì cái chuyện quan trọng là tôi tận lực tôi làm được cái gì, ví dụ tôi gửi tiền về Việt Nam, tôi gửi cho mấy phần học viện ý mi hoặc là ở miền Trung, ví dụ như vậy, những chỗ nào mà tôi chưa đăng ấy, hoặc là tôi xin địa chỉ cái mấy cô tu nữ hoặc mấy vị sư mà đang đi học ở Ấn Độ nè, bên Thái Lan nè, bên Miến Điện nè, thì mình giàu mình cúng nhiều còn không, nếu mình xin địa chỉ cho mình gửi một người đại diện thôi, mình giờ ví dụ kỳ rồi tôi gửi 400 nên chia cho 8 người, thì các vị làm ơn các vị chia dùm một ca thì 50 bạc, rồi mấy vị nhớ là đi học xong nhớ đừng quên tục vậy thôi. Thì có như bà già tôi cũng nhờ được, ví dụ như là chế mình nói là cái biết buổi chiều cũng ăn, buổi sáng thì coi như là ăn tới trưa 12 giờ trưa cũng ăn nữa. Thì trong trường hợp đó thì mình gửi cho các vị bỏ lặn lưng thì dài tuần bạc, lặn lưng nhiều khi xứ người mà ốm đau bệnh tật thì làm bể bánh tráng cũng có cái xảy ra. Đối với tôi đó là phước báo rất là lặng lẽ, cứ là như có hai cách: một là mình gọi phone người Việt Nam, mình coi cái ai người quen của mình họ có thể giúp cho mình làm chuyện đó. Thì Việt Nam bây giờ tăng ni Việt Nam cứ đi qua đi lại Miến Điện với Thái Lan giống như đi chợ vậy đó, cho mình nhờ giúp mình chút. Cách thứ hai nữa là mình hỏi xin họ cái địa chỉ nào bên mấy cái thứ đó để mình gửi tiền làm phước. Bởi vì thật sự tôi thưa với các vị một chuyện mà các vị rất là khó chịu, nhưng tôi vẫn phải nói nha. Hôm nay mình rất ai cũng khá chuyện các chùa đúc tượng đúc chuông hết, nhưng mà các vị có biết cái vận mạng thật sự của Phật giáo sau này nó nằm ở đâu không? Không phải nằm trong tay của mấy ngôi chùa. Vận mệnh Phật giáo nằm trong tay tăng và ni. Cho nên hôm nay mình không có bồi dưỡng, không có tài bồi, không có ung đúc, không có hỗ trợ tăng ni thì Phật giáo sẽ mất. Chứ còn hôm nay các vị cắt một các vị xây một cái tôn tượng Phật, tôn tượng Quán Âm mà cao 100 mét, một cái ngôi chùa nó là cái diện tích của nó là 1 cây số vuông, ví dụ như vậy đi. Nhưng mà rồi sau này nó Phật đổi sao dời đó, là cái đất một là nó thay ngôi đổi chủ, còn hai nó trở thành một miếng mồi ngon tranh giành giữa tăng ni. Ây da, này có cái vụ đó. Ví dụ như cái chùa Tịnh Tâm mình gì nó nhỏ cái gì, chứ mai này mà nó to lên rồi đó, rồi một tháng mà thu nhập khoảng chừng 50.000, rồi bắt đầu lúc đó cái thùng của túi tiền nó bắt đầu nó đặt ra vấn đề ai làm chủ quỹ. Rồi kỳ sau mà mình dò đó, mình thấy sẽ có người thân thuộc vài ngàn cái đi đâu, là lúc đó cái chùa nó từ cái tinh thần bát nhã nó qua cái tinh thần bát nháo trong vòng có một phút. Tăng ni thì quan trọng, nên các vị làm ơn nhớ giùm tôi một câu: tăng tài tạo ra chùa chứ chùa chưa chắc tạo ra tăng tài. Tăng tài tạo ra chùa lớn chứ tôi chưa nghe nói có ngôi chùa lớn nào mà tự nhiên nó lầu lên bằng tăng tài, tôi chưa nghe nói. Tôi phải nói thí dụ nha, cho nên tôi nói bắt tắt các vị hiểu rồi. Cho nên cái cách lòng phước mà hay nhất để hồi hướng cho người thân ngoại bạn đó là mình phục vụ chúng sanh, phục vụ cho tập thể đó, nó phước lớn hơn phục vụ cho cá nhân. Nhưng mà phục sự cho tập thể bằng cách nào đây? Có nhiều cách lắm, làm cầu, đường, đào giếng cũng là tập thể, cúng dường cho tăng ni cũng là làm phước cho tập thể. Là vì sao? Là vì cái gương mẫu tu hành của họ, cái màu y sắc áo của họ nó trở thành ra là cái phước điền cho thiên hạ muôn phương, và đặc biệt là hỗ trợ những vị đang có tu học. Thì tất cả những cái hỗ trợ đó nó là một công đức rất là lớn, bởi vì nó là cái sự một cái công đức mà nó mang ý nghĩa là nối truyền huệ mạng chư Phật ba đời, chứ đâu phải giỡn. Hôm nay mà tất cả mọi người ở đây, kể cả chúng tôi và quý vị mà biết được Phật pháp là cũng phải nhờ các thế hệ truyền thừa, và nhờ các thế hệ truyền thừa, và những thế hệ truyền thừa đó làm sao mà họ sống được nếu không có sự hộ trì của những người cư sĩ vô danh. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng tôi là một người cư sĩ không có tiền, tôi vô danh như vậy thì tôi không có đóng góp cho Phật pháp. Các vị
có chuyện nghĩ cái chuyện này hay không. Theo các vị tăng ni chúng tôi sống được là nhờ những người phụ nữ nổi tiếng hay là những người phụ nữ vô danh? Có một cái câu hỏi rất nhẹ nhàng, con nít nó cũng trả lời được nữa. Các vị có nghe ai mà nổi tiếng mà mình nuôi tăng ni không? Tôi chưa hề nghe nữa. Thế như là ca sĩ Khánh Ly, Phương Dung, hoặc là ông nhà Hữu Bật Võ, dân biểu ca Trần Thái Văn gì, những người tiếng tâm, chứ tôi không biết bên đó là ai tiếng điện sao. Nhưng mà nhỏ lớn năm nay tôi làm về chùa 32 năm rồi, cái người nuôi tôi là toàn là những người không có tiếng tâm, có tên tuổi hết. Cho nên làm ơn đừng bao giờ nghĩ rằng tôi nghèo, tôi vô danh, cái gì đó là một chuyện cực kỳ vậy lạ. Bởi vì trong cõi luân hồi cái đó là của tạm, nó là đồ giả nữa. Điều quan trọng nhất là cái củ sánh, củ quay mà tăng ni họ ăn, họ sống mỗi ngày là từ những người Phật tử, phải nói là rất là vô danh. Và chính những cái tâm hồn đó, những cái con người vô danh đó, họ đã kéo dài cái tuổi thọ chúng ta suốt 25 thế kỷ qua. Cho nên buổi chiều nay nhân cái dịp tôi nói về và chỉ cầu ai cầu siêu thì tôi muốn đá động qua buổi chuyện khác, một cái đó là quan trọng bậc nhất, đó là sống như thế nào đó mà cho dầu mình có được thiên hạ biết tới hay không, chuyện đó không có quan trọng, mà cái quan trọng là đời sống của mình, những điều mình nói, những điều mình làm, những điều mình suy nghĩ, cái củ khoai củ sắn mà mình bỏ ra nó có ảnh hưởng đến thiên hạ trong cái dòng trời này hay không, cái chuyện đó mới là quan trọng. Tôi là một người Phật tử nghèo, không học hành. Tôi có vợ, có chồng, có con, tất cả. Tôi ghé ngang chùa, tôi bỏ chùa cũng điện có 5 bạc thôi. Nhưng mà các bạn biết 100 lần cái 5 đồng đó, chùa có thể sửa lại cái restroom, sửa lại cái nhà tắm. Số tiền đó chùa có thể mua thêm mấy cái mà này, cái thùng nước cho bà con tới uống. Các bạn tưởng tượng bà con tới nhà này mà không có cái chỗ uống nước thì thấy nó khó chịu đó nào. Các vị tưởng tượng vô chùa đó mà các vị đi rửa tô, rửa nồi xong rồi cái tay các vị ướt mà các vị dòm quanh không có một cuộn giấy nắp kinh, các vị thấy nó khó chịu cỡ nào. Nhưng mà có những người Phật tử vô danh họ nó cho chùa một ít tiền mà chùa mới lấy cái tiền mua mấy cuộn giấy cho bà con tới xài, cộng đức vô lượng, mấy bạc lẻ thôi nhưng mà cộng đức nó lớn lắm. Thì khi nào ai rửa tay mà cần giấy thì kiếm giấy mới biết cái điều tôi nói, nó ý nghĩa cỡ nào. Một cuộn giấy thôi là đem lại sự an lạc cho người ta nhiều lắm. Nghèo lắm thì cứ đi mua giùm một cái miếng thảm chùa tranh cũng là công đức lớn lắm. Tại vì các vị biết không, mình đặt chân vô nhà ai mà mình dòm phía trước nhà không có tấm thảm mình có chịu lắm. Tại vì mình muốn chùi cái đôi giày mình trước nhà không có tấm thảm, chùa cũng vậy thôi. Đặt chân vô cửa mà có tấm thảm chùa tranh mấy bạc thôi, vậy mà ít ai để ý là người mình, ít ai để ý lắm. Cho nên nói đi nói lại là cái đời sống mình nó giá trị ở chỗ là mình sống có một cái tác động nào cho thế giới chung quanh hay không. Chúng ta có vô danh cách mấy gì nữa thì cũng phải có một cái đóng góp nhất định. Tôi ví dụ nha, có nhiều người ở trong rừng Mộ Thất tôi biết đó, họ có một cái hạnh rất là dễ thương. Và dễ thương bởi vì một phần họ vô danh nữa, họ rất là nghèo lấy ớt mà có người retire nữa, nhưng mà đến giờ họ cứ chung như trong rừng. Ví dụ như cái rừng như rừng pháp âm hay là cái rừng sinh hoạt Phật pháp gì đó hả. Các vị biết không, có một lần tôi nói đùa thôi, tôi nói bao giờ tôi vô sao tôi cũng gặp cô hết. Cô chắc nhà tháp 24/24 mình chắc cô không có ngủ. Tôi nói đùa vậy thôi, chứ sao lúc nào tôi vô cũng gặp cô. Thì cái cô cũng trả lời một cách rất là dễ thương, cô nói chị biết không, nhiều khi đó đâu phải ở không đâu, sư cũng lo làm việc nhà nhưng cũng ráng vô mở để cái tên đó cho nó đông cái rừng ấy nè. Chứ còn nếu mà tôi nói với các vị biết nó đông có nghĩa là nó nhiều tên thì cái đời nó kỳ lắm, họ vô cái đông nó không muốn nghe, còn thế là què cái mấy móng mà tưởng là cái rừng trôi dạt mà bèo dạt qua trôi không có vô. Cho nên nhiều khi nó hỏi nó con để cái nick là con đi làm việc nhà nhưng mà con cũng ủng hộ tinh thần cho cái vị giảng sư, rồi thấy cái rừng nó đông nó hỏi vui, còn dùng cái le que cái mấy bóng mà làm biến. Tôi nghe câu tôi thương lắm, tức là cái vị tưởng tượng mình mở ra cái máy mà đó nó hỏi nó cũng là một sự đóng góp, cái vị có tin không? Tức là khi mà cái vị sống bằng cái tâm hồn vị tha đó thì xin lỗi các vị, mà có ho nó cũng ho vị tha đó. Tôi nói nó hơi quá, cái thằng mình ho rồi, các vị có biết ho vị tha là sao chưa? Tôi biết tôi hỏi cái hỏi là cái bơ cái mặt ra cái cười chứ không hiểu ho bị hoa ho là sao. Tôi nhắc lại,
cái lòng của mình mà có cái tấm vị tha đó, mình ho cũng có thể là một tiếng ho vị tha nữa. Là sao? Tôi ví dụ nha, có nhiều người đó vô cửa, vô phòng ta không có gõ cửa, là một là cái đó nó không lịch sự, thứ hai nó làm cho ta giật mình. Thôi thì hai mình đằng ngắn cái không phải là vì có phải là mình có phải ho vị tha không? Mình đằng ngắn có phải ho vị tha không? Phải chứ chưa hả? Mình giữa đám đông mình muốn ho quá rồi mình lấy tay mình bật miệng lại cho nó bớt ồn, cái đó phải là ho vị tha hay không? Đó là vị tha đó chứ. Dạ. Rồi các người có nghe cái khạc nhổ vị tha chưa? Thay vì mình khạc tầm lum, bây giờ mình không khạc hoặc là mình khạc đúng chỗ thì cũng là khạc nhổ vị tha. Ngay cả cái chuyện gì nếu cái lòng mình tốt, cái gì cũng là vị tha. Nhân lúc mẹ tôi mất, tôi mới nói cái lòng mẹ đó tỏ sẽ là vĩ đại, là bởi vì từ lúc có con đó, là mẹ làm cái dấu giả gì mẹ cũng nghĩ tới con đó. Ví dụ như bây giờ có con trong bụng, tôi không có mang nhưng mà tôi được biết đi sợ té, có mang rồi là từ xa mình phải giỏi chuối là bắt đầu tránh. Có con rồi nó có thuốc men phải cẩn thận hơn, không uống bừa cái gì. Ngày xưa dốt nhà quê gì dốt, nhưng mà có con rồi thì ăn uống thuốc men phải cẩn thận, bởi vì sợ nhỏ trong nó bị ảnh hưởng. Rồi khi mà con ra đời rồi, nhiều khi tụi nó lo nó ngủ, chồng ngủ, con ngủ, nhưng họ đâu biết là mình á, những chuyện lắc nhặt lại nhặt ở nhà, sợ thấy một cái đinh nó lòi ra là tại tụi nó thấp, tụi tụi đi đúng đỉnh đúng đỉnh, rồi cái cây nó chọt như trong trái mà sao. Cho nên làm chuyện gì cũng để ý đến con, thì cái lòng mẹ nó vĩ đại, chỗ là chuyện lớn chuyện nhỏ đều nghĩ đến con hàng đầu. Thì mình cũng vậy, như Đức Phật cũng vậy, khi ngày có cái lòng vị tha, ngày nghĩ đến chúng sanh thì làm cái gì, ngày nói cái gì cũng nghĩ đến chúng sanh. Và cái kẻ nào mà sống bằng cái tâm hồn như vậy đó được xem là họ hòa mình với vũ trụ. Cái kẻ Đức Phật ngày gọi đó, ngày gọi là Maha Attapa Vô, tức là tự thể vĩ đại. Cái chữ đó ngày xài chứ không là tôi xài. Tự thể vĩ đại là sao? Có nghĩa là mình sống mà cái lòng mình nó bao trùm thiên hạ. Mình ngồi trên một cái miếng, một cái ghế nhỏ, nhưng cái lòng nó trải muôn phương. Mình chỉ bỏ ra có một ít công sức thời gian, nhưng mà mình nhắm đến muôn phương thiên hạ dưới cái gầm trời này. Tôi biết tôi nói nó có bị tưởng tôi cường điệu, tôi phỏng phỏng, nhưng sự thật là như vậy. Bây giờ tôi sáng tôi ra tôi quét chờ Chủ nhật, thường thường tôi hay làm biến Chủ nhật thì tôi sáng ra quét trước nhà. Tôi sợ bà con tới trước nhà thấy giờ khó chịu. Dạ, tự nhiên mình nghĩ họ cũng sẽ tính tận gần đây là họ chờ mình mở cửa thôi, chứ họ đâu có ăn đợi chết ngoài đó. Nhưng mà mình nghĩ mình lại nhà đứng trước nhà thấy nó sạch, cái thấy nó vui. Tôi nghĩ như vậy đó, tôi đi tôi quét. Hoặc là các vị để ý bữa nào mà Chủ nhật, các vị thì bữa nào mình quẩn và mát mát, để ý là mấy cái hoa mà héo tôi cắt hết rồi. Vì tôi muốn các vị nhìn vào trong cái luống hoa trước nhà tôi, một là hoa, hai là lạ, chứ không có cái vụ mà héo. Tôi nhìn nó buồn lắm. Tôi muốn các vị nhìn vào, các vị thấy một sự sung mãn đó. Mà lúc tôi cắt á, một hai cái động tác rất là nhẹ, cắt. Nhưng mà trong bụng mình nghĩ là người ta đến đây, người ta có mắt, người ta sẽ được vui, người ta không có cảm giác buồn chán cả đấy. Đó là nói tôi, đó là vị tha, đó là những nhát kéo vị tha. Kẻ nào ngay khi còn sống mà cái lòng của mình, cái tâm của mình, cái tình của mình nó trải muôn phương, thì kẻ đó được gọi là sống bằng một cái đại tự thể. Đó là một, mình muốn trở thành đại nhân thì mình phải có cái tâm hồn lớn rộng. Làm ơn nhớ giùm câu đó. Muốn trở thành đại nhân có nghĩa là cái người mà làm vua, làm chúa, làm ông cứu nội thiên hạ, là phải trước hết anh phải sống bằng cái tâm vĩ đại chứ. Anh sống mà nói chặt hẹp quá, anh chỉ nghĩ cho có cái vừa miệng anh thôi, anh sống cho nó vừa, anh sống cho nó anh chỉ nghĩ đến cái cục thịt mấy chục kilo của anh thôi đó. Thì đó là một cái người sống bằng cái tiểu tình thể, mà sống bằng một tâm hồn nó hẹp như vậy. Thì tôi nói một câu nó rất là nặng nha. Cái ranh giới của một con người như vậy với một cái loài bản thân nó không có xa. Vì mình sống thì biết nghĩ đến mình thôi. Thì con trâu, con bò cũng vậy thôi. Con cọp, con mèo, con rắn, con rít cũng vậy thôi. Nó sống chỉ biết mình đó thôi. Nhưng mà các vị làm ơn, các vị nhớ cái loài động vật nào mà nó càng thông minh gì nào thì ngoài nó ra nó còn biết lo cho người khác, đúng không? Tôi ví dụ nha. Ví dụ như các vị thấy con ngựa đó. Các vị thấy con chó mẹ nó lo cho con chưa? Chứ các vị thấy mấy cái con mình, mấy cái loài mà nhỏ nhỏ nó không có biết làm gì đó. Mà những cái loài nào mà nó biết lo là mình có thể gọi đó là những con thú nào khôn, nó mới biết lo cho những đối tượng ngoài ra nó. Tôi nhắc lại lần nữa, những loài nào mà được xem là thông minh á, là nó đều có khả năng lo cho những đối tượng ngoài ra nó. Còn những cái loài mà nó chỉ biết lo cho nó đó không, tôi ví dụ như con rắn cái hạn thì các vị biết là nó chỉ biết lo cho nó thôi. Dạ, con rắn, con dện, nó chỉ biết lo cho nó. Thì đời sống của con người mình hít giữa con người với nhau, mặt mũi giống nhau,
ngôn ngữ giống nhau, có thể là ngôn ngữ giống nhau, quốc tịch giống nhau, nhưng mà nó có một điểm nó khác nhau, đó là bây giờ tôi và anh có một cái cộng nghiệp nào đó, thì tôi và anh cùng sanh vào một dân tộc, một đất nước, một xã hội, một hoàn cảnh, một địa phương để mình sống. Nhưng mà cái kiểu, cái cách nghĩ, cái cách sống của anh á, nó sẽ quyết định anh á sống trong một cái thế giới rộng hay là hẹp so với tôi. Chị nó quan trọng lắm. Tôi thưa với các vị, khi mà tôi nghe tin mẹ mất rồi, tôi lập tức cái chuyện mà hồi ước cho mẹ chuyện dĩ nhiên, nhưng mà chỉ đầu tiên tôi nghĩ là mẹ có thanh xa hay không. Tôi nói này các vị nghe một chuyện, tôi không biết bên mất tâm các vị có nghe dạng cái này hay chưa. Bên mất tâm mình mất rồi cũng được cúng hồi ước đúng không? Dạ, hướng cho hồi ước cũng. Nhưng mà bên năm tâm có nhấn mạnh cái chuyện này. Khi anh sống bằng một cái tâm trạng ích kỷ, ganh tị, vị kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, thì cái người như vậy khi chết rồi đó, rất là khó mà nhận được phước hồi hướng. Tôi nhắc lại, rất là khó mà nhận được phước hồi hướng. Dạ. Cho nên tôi nói hoài, tôi bây giờ các vị nói là tôi già, tôi có giữ nói hoài, tôi cũng không có xấu hổ, tôi vẫn nói đi nói lại. Trước khi mà người ta cầu an cho anh á, thì anh phải có khả năng cầu an cho anh trước. Anh phải có khả năng sống vị tha, sống yêu thương, sống tha thứ, sống bao dung, thì nhờ vậy làm được an lạc. Rồi chư tăng Phật tử người ta mới cầu an cho anh, nó mới có hiệu quả được. Anh sống mà cứ thù hằn, sống ích kỷ đó thì không có kinh nào nó lạc yêu cái tâm hồn anh hết. Đó là cầu an, còn cầu siêu cũng vậy. Ngay khi còn sống mà cái lòng của anh nó không có sẵn sàng để đón nhận phước báo, thì hỏi tới làm sao anh chết anh sanh làm một cái loài nào đó mà anh nhận được cái bảo hồi hướng được. Cho nên cái lòng người sống ra làm sao thì cái giả người chết cũng như vậy đó. Cho nên tôi phải nói rằng chiều nay tôi cái chuyện mà quan trọng nhất đó là tôi nhân cái chuyện mà cầu siêu bà già, tôi muốn nói một chuyện nữa là tại sao có bị đến đây mình thấy có những chuyện rất là lạ so với cái người thường, là bởi vì là trong cái hiểu Phật pháp thì chúng tôi phải hành động như vậy. Chúng ta khi nghe mẹ mất, chỉ đầu tiên tôi nghĩ rằng buồn chứ, nhưng mà tiếp theo đó tôi nghĩ rằng tôi nhớ được kinh Đức Phật dạy, một người có phước đó, có tu tập đó, họ bỏ cái thân này đó là để họ bỏ giống như họ đi cư để có được một cái thân khác tốt hơn. Nhà dùng hình ảnh giống như là một cái người bỏ đi cái chén bằng đất để được cái chén bằng vàng vậy đó. Mình thương nha, một là mình thương người thân, mình không muốn người thân mất, hoặc là mình sẽ chết, mình không muốn mình chết. Chứ các vị có biết không, một cái tấm thân mà mình đã xài mấy chục năm, nếu mà mình có phước nhiều mà mình tin chắc là mình có thể đổi đời được, thật sự mình cũng nên đổi, đúng không? Nhá, xài mấy chục năm rồi nó cũng mỏi mòn rồi. Nó các vị có biết không, tôi về đi Cộng Hòa Thượng Tăng Thống thì ngồi mà cứ nhăn ngày đau mà nhất, thì có anh Phật tử giải thích tôi nghe, tôi cũng hơi nản. Anh nói cũng chưa có biết là cái chất nhờn của mình trong mấy cái khớp xương nó đã khô rồi, cho nên người nó đau nhức suốt ngày, vì cái khớp cái chuôi nó bị cọ với nhau, cái thần kinh nó lúc nọ trong một tình trạng rất là đau đớn. Dạ, nó tôi đồng ý là một cái bị tưởng tượng chiếc xe mà nó khô nhớt mà làm sao mà nó có thể mà nó vẫn thành bình thường được. Cho nên nếu mà mình tu tập mà phước báo mình nhiều thì cái chết nó không phải là cái đáng sợ. Tôi nói đi nó lại 1000 lần rồi, cái chết nó không phải là sự kết thúc mà nó còn là một sự bắt đầu nữa. Tại sao mình thường là cứ quên chuyện đó, người ta cứ tưởng chết là kết thúc, chứ không phải, chết là một sự bắt đầu mới. Thứ hai, nếu mà mình phước báo nhiều thì cái chết nó là một lần để mình đổi quốc tịch từ Iraq mà qua bên Mỹ. Còn mình không có tu hành gì hết đó, thì mình mù mịt, mình xin lỗi chứ mình không có tu gì đó, cái chết nó giống như là một cái hành trình của người mù vậy đó. Của một người mù mà thêm đó, người mù mà lại không tiền nữa chứ, đúng rồi. Người mù không tiền mà lại không biết ngoại ngữ nữa. Cái người mà không có phước báo thì giống như vậy đó, tức là nghe người ta rủ xuống tàu vượt biên mà trong khi đó mình muốn trốn cộng sản, mà trong khi đó đi xuống tàu mà mình lại mù nè, không có tiền nè, không có ngoại ngữ nè, mà lại không có người thân, thì cái người đó có bị tưởng tượng cái hoàn cảnh người đó nó thảm như thế nào. Thì mình nếu mình mang thân người mà mình không có tu á thì cũng giống như cái ông mù đó vậy, tức là xuống tàu đi vượt biên mà trong khi con mắt không thấy đường, trong túi thì không có tiền, không có thân nhân bên cạnh, mà cộng với sức khỏe không được tốt nữa chứ. Này, trong khi đó nếu mà phước mình nhiều đó thì mình giống như một cái người mà đường hoàng ra đi bằng máy bay vậy đó. Biết rõ là chiều nay sau khi tôi rời có phi trường Tân Sơn Nhất thì mấy tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ ghé phi trường Transit Airport là Tokyo hoặc là Đài Loan.
từ đó tôi sẽ đi tiếp về đâu? Tôi sẽ đi sang Đức, bên Nhật, ở bên Mỹ, rồi từ đó tôi sẽ đi về tiểu bang nào? Và tôi biết rõ rằng ở đó tôi có một cái căn hộ rất là sang trọng, rồi tôi biết rõ rằng bên đó tôi sẽ gặp lại người thân nào cũng tới, người phước nhiều họ đi như vậy đó. Còn cái việc tưởng tượng cái bối cảnh một cái người mù mà đi xuống cái ghe của tiên nó thảm. Tôi nghe những chuyện biên buồn lắm, là có những cái ông mà sĩ quan của mình trước 85 đó đi tù ở nhà, mẹ mất, mẹ ruột của mình mất, rồi vợ thì bỏ mình, rồi đi làm thì với một cái lý lịch xấu không ai nhận hết, rồi gặp đứa bạn quen nó cho đi ké. Các bạn biết những người đó họ đi xuống tàu, họ đi bằng một cái tâm trạng rất là thân thể thì phải nói là suy yếu rồi, ở tù nhiều năm, rồi thêm nữa là buồn cái chuyện nhà, rồi mẹ thì mất trong lúc mình ở tù á, thì các bạn tưởng tượng những chuyến đi như vậy đó, nó đau lắm. Xuống tàu là những người như vậy đó là tới ngọn họ coi chết rồi hết, tức là họ buồn đến mức mà tuy không có tự sát nhưng mà cái chết nếu đến họ coi nó rất là nhẹ. Thì ở đây cũng vậy, ở trên cái chết cũng là những cái chết đó, cái chết nào cũng như cái chết nào, thưa quý vị, cái chết nào cũng vậy thôi. Cái chết của một bậc thánh hay là cái chết của một cái anh mà đại gia mẹ cũng đều là giống nhau, ở chỗ là một sự tắt thở, một lần xuôi tay chứ không có khác nhau cái gì hết. Có một điều là đằng sau cái sự xuôi tay đó là gì, mình sống làm sao thì mình chết vậy. Nhiều người hiểu lầm cái câu đó, nhiều người hiểu lầm cái câu mà sống sao chết vậy, họ hiểu lầm là mình sống sướng mình chết sướng, không phải. Mà sống sao chết vậy có nghĩa là nếu mình sống, mình sống lành, sống thiện đó, thì mình ra đi nó cũng thanh thản. Phải hiểu nói như mình ra nó thanh thản. Thật ra mình nói cái chết nó là một cái kỳ thi cuối đời, để biết rằng chúng ta làm một cái lần kết toán sổ sách để xem mình đã công và tội của mình đã làm sao. Muốn biết một con người sống trọn vẹn thì hãy coi mình đấy. Lúc mà ra đi trong đình đàn nào, tôi hỏi hoài có bị một câu là liệu bây giờ có vị có sẵn sàng để ra đi hay chưa. Nếu có người hỏi tôi, sư à, Phật pháp mênh mông, sư có thể rút gọn một câu cho tôi nhớ về Phật pháp được không, tôi phải tu làm sao ấy, sư, thì tôi sẽ có nhiều cách nói lắm, trong đó có câu thế này: các vị làm ơn sống làm sao mà để không còn sợ chết nữa, các vị sống làm sao mà để mình có thể ra đi bất cứ lúc nào không sợ hãi và không tiếc nuối. Sống như thế nào mà cứ treo cái chữ chết ở phía trước là sống tốt, sống mà không biết nghĩ đến cái chết là sống tệ lắm, phải nói sống tệ lắm. Bởi vì mình phải hiểu nhầm là lúc nào mình cũng có thể ra đi hết, và không có ai trên đời này cầu an cầu siêu cho mình mà nó hiệu quả cho bằng bản thân mình hết. Bởi vì các vị có biết không, nếu mà các vị nói là cái kinh này linh lắm nè, cái kinh này là kinh Địa Tạng nè, kinh này là kinh Bồ Tát Vu Lan nè, ví dụ như mình, kinh này là coi như là siêu bạc khổ ách gì vân vân và vân vân, nhưng mà tôi xin hỏi một câu thôi, nếu mà người này có thể tụng giúp người kia mà siêu được thì chắc chư Phật đã tụng cho cái đám mình ở đây siêu sạch hết rồi, không có cái mạng mình ngồi ở đây mà nó nói nhìn cái mặt không muốn nấu như vậy đâu. Nên tôi cứ thấy tôi giờ tôi mệt chứ lắm, nên tôi mệt mà beo nghe lắm. Mà nếu mà chư Phật mà có thể giúp chúng sanh bằng mấy cái vụ mà tụng niệm thì mình bữa nay đâu cũng có vụ mà Iraq, Iran, vì mấy cái nước đó bây giờ là chư Phật đã đổ hết rồi, mà khổ vũ không tránh được. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai ăn nấy no. Các vị biết ông Đề Bà Đạt Đa cái vai vế của Đức Phật là sao, các vị còn nhớ không? Trong kinh Pali ấy, nội ra ông về Đề Bà Đạt Đa là em ruột của bà Gia Du Đà La. Mà bà Gia Du Đà La là cái gì của Thái Thượng Thất Đạt, các vị nhớ không? Là bà xã. Và Thái Thượng Thích Đạt về sau đi xuất gia trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì cái vai trò của ông Đề Bà Đạt Đa đâu có phải nhỏ. Nói ra chế độ cộng sản là ô dù lớn lắm, ô dù lớn lắm. Có nghĩa là ông khỏi tu, nếu mà nói theo hiểu của mình ấy, tức là có thể là khỏi tu đó, trời ơi, anh rể của mình là bị chánh đẳng chánh giác thì coi như là mình tu hành như vậy nó mệt, nhưng mà rất là bị có ra làm sao. Rồi nhiều lắm, biết bao nhiêu vị tu hành rồi đó. Các vị có biết diễn là dòng Thích Ca bị tàn sát, các vị có biết diễn đó không? Biết hả? Không biết. Tức là ngày thời Đức Phật còn đại thế, nó có một ông vua, ông tên là Pasenadi Kosala.
ổng cái đất của ổng nó rộng lắm. Nếu mà Thái tử Thích Đạt ra mà không đi tu ở ngoài đời đó, thì thật ra là Thái tử Thích Đạt có bà con bên ngoại với vua đó, nhưng mà cái lãnh thổ mà Thái tử Thích Đạt làm vua thì nó nhỏ xíu, một cái tiểu quốc thôi. Nhưng mà cái vua Bhupasena Nikosala thì cái miếng đất của ổng rộng lớn nhất Ấn Độ thời đó, ổng mạnh lắm, một vị đại đế hùng mạnh. Ổng thấy mỗi ngày đó là có 2.000 vị tỳ kheo đến nhà cung cấp một đồng ăn cơm, 2.000 vị tỳ kheo đến nhà của một cái bà Visakha ăn cơm. Ổng thích lắm, ổng nói trời ơi, người ta là dân thứ mà ngày nào cũng có chiêu tăng tới ăn cơm, tại sao trẫm là ông vua, trẫm Phật tử mà sao không có ông sư nào tới ăn hết. Cái ổng mới vô ổng thỉnh chiêu tăng, ổng nói người ta cứ người ta dân đen mà người ta còn thỉnh, vậy tại sao mình trẫm không thỉnh được? Trẫm cũng thỉnh luôn, trẫm thỉnh chiêu tăng tới. Nhưng mà vì ổng sơ ý, ổng thỉnh, nhưng mà hồi ổng hứng thì ổng thỉnh, nhưng mà khi ổng thỉnh xong về ổng giao cho mấy ông quan coi, mấy ông quan toàn thứ trời đó thở không, ổng có quẩn. Cho nên là con cháu thì thức ăn đầy đủ, nhưng mà chưa tăng tới thì không ai thèm dòm á. Tự nhiên tăng họ cũng sốc chứ, cho nên chưa tăng tới thấy không ai dòm ngó mình. Hồi đầu họ đến đông, rồi cái bữa sau cái còn le que, rồi cuối cùng thì không còn ai tới nữa. Thì ông vua bữa tình cờ ông chợt nhớ là cái vụ đó, ông xuống chỗ cái trai phòng ẩn cất riêng thì cũng vừa chưa tăng đấy, thì ông thấy là nó vắng hoe, không có ai hết. Thì ông mới hỏi, ông nói trời ơi, trọng thịt chưa đăng mà sao không thấy vị nào hết. Thì mấy người nội thị vệ mới nói dạ tại vì không ai chăm sóc hết trơn, rồi mấy vị cũng thấy cũng nản quá, rồi mới cho nó thả ôm bác đi ngoài phố, mà còn ấm dạ chiến sĩ hơn. Chứ còn ăn hôm nay thì nó buồn, không ai dòm ngó gì mình, nó để được ăn lũ khủ như vậy đó. Thì ông vua ông nghĩ qua, ông nghĩ trời ơi, mình có lòng mà chuyện cũng thật. Ông có nghĩ ra một cách khác, đó đúng là cái nghiệp nó khiến cho mình thấy không? Mình thấy chưa đăng không có tới chỗ mình thì mình phải tìm cách mình thay đổi cái nhân sự đằng này, cái nghiệp nó khiến cho ông đi suy nghĩ một cái chuyện rất là buồn cười. Ông nghĩ rằng chắc tại vì mình á, cái quan hệ với mình với Đức Phật còn hơi mờ nhạt, bây giờ mình phải củng cố cái quan hệ tình thân với Đức Phật thì coi như Đức Phật này sẽ bố trí sắp xếp chưa đăng tới mình, giờ tam bảo sẽ là của mình. Ông điểm nghĩ như vậy. Thế là ông mới cho người, ở đây tôi cũng mở mặt nói thêm là theo cái tục lệ Ấn Độ thì đó là bà con cô cậu lấy nhau được à. Cho nên ổng tuy là bà con với Đức Phật, nhưng mà ổng cho người đi về dòng họ Thích Ca ở Kapila Quốc Thú Kapila, ổng đi hỏi một cái cô công chúa để về làm vua biết như vợ, rồi là hoàng hậu chồng. Mà các vị có biết một diện đoạn trường, đó là dòng Thích Ca rất là kiêu ngạo. Dòng Thích Ca thời Đức Phật giống như là nước Israel bây giờ đó, nhỏ xíu nhưng mà coi trời bằng phúc à. Cho nên á, họ coi vua Bajanadi cũng giống như là Israel mà coi nước Iran vậy đó. Tức là ông lớn hơn tôi, anh rộng hơn tôi, nhưng mà anh không nghe lý gì trong mắt tôi hết. Thế là khi vua Bajanadi đến gặp đại diện của dòng Thích Ca để mà xin cưới một ngàn công chúa, thì bên đó dầu gì họ cũng nể mặt, họ khinh lắm nhưng mà họ cũng nể mặt. Trên mặt ngoại giao chính trị thì họ nể mặt. Các bạn biết họ làm gì không? Họ đi lựa một cái cô nô lệ mà có nhan sắc á, giả làm hoàng thân của Thích để mà đem đi gả. Bởi chính vì cái đó nên khi tôi cũng nghi ngờ chứ, vì canh công chúa mình cũng phải là con vua thiệt, hay là ông đi lượm đồ tướng mình là bắt ốc bắt cua là đem gả. Thì thiệt cái đó tôi cũng không rành nữa nha. Thì đem đi gả cho vua, thì vua cũng có với nàng một đứa con à, những nhau đẹp thì thôi, nhất là ngày của dòng Thích Ca mà đám cưới rồi limousine rồi trực thăng nó ngon lắm, đẹp đấy. Đứa bé đó lúc nó chào đời đó, thì vua Bajanadi mới kêu người tới hỏi bà, lúc đó bà ngoại cũng còn sống, ông mới kêu lính, kêu ông quan tới hỏi bà ngoại chứ muốn đặt tên đứa cháu, đứa cháu là gì. Thì bà đặt một cái tên rất là đẹp, bà đặt cái tên là Veluria, có nghĩa là lưu ly. Nhưng mà nó khổ một chỗ là cái ông quan mà ổng đi nghe vẫn bị lãng tai, mà tên đó là Veluria mà ổng nghe là Viduja,
đó, nó mới ác. Giống như là ông bảo đặt tên, mà đặt tên là con là Nguyễn Lãnh Tụ, cũng như là ông là Tủ Lạnh vậy đó. Ông mới đem về, ông mới là ông về ông thưa là nó nói bà ngoại nói là đặt cái đứa bé là Viêu Đạo Phật, mà xin thưa với các vị đó, cái ngưỡng độ nó có điểm giống những người đạo là cái tên phải sai, mà những cái tên mà nó cái tên Viêu Đạo Phật nó một lòng cái nó ngẫu nhiên, nó là một chữ có thật ở trong dân gian, nhưng mà nó là một cái tên rất là dung tục dành cho cái giới hạ đẳng, giống như mình là Lê Văn Tý, Nguyễn Thị Tèo vậy đó, đấy gọi là cái nhến cái ré vậy đó. Thì coi như là ông nhận thấy làm lạ, nghĩ chắc bà ngoại cưng, bà ngoại đặt như vậy thôi, đặt cái tên thân mặt vậy thôi, thì ông đặt tên đứa bé là Guru Dafa. Đứa bé nó được khoảng chừng lúc nó được 18-20 rồi đó, thì nó mới xin phép phụ vương, tức là ông vua đó, về quê ngoại để chơi, tức là chỉ là chỉ bình thường thôi. Thì ông vua Vasenadi mới cho một đoàn tùy tùng đưa đứa bé, đưa cái cậu thanh niên Guru Dafa đó về bên chồng Thích Ca để mà thăm bên quê ngoại. Nhưng mà đứa bé này hoàn toàn không hề biết rằng mẹ mình không phải là hoàng thân của Thích, mà chỉ là một cô hầu mà thôi, và chỉ là chồng Thích Ca ai cũng biết đó, ác là nát cái chỗ đó. Cho nên khi cậu về thì chồng Thích Ca nó đã chơi một cái trò rất là trội, rất là trịch thượng, đó là những người nào mà cái vai vế mà nhỏ hơn Guru Dafa đó thì họ cho lót mặt hết. Hôm đó Guru Dafa về là đọc toàn là cái người mà mình phải cúi đầu không. Dẫn cái ca chơi như vậy chưa hết, cũng được đối đãi rất là đàng hoàng, ăn uống ngon trai, cũng rượu ngon, gái đẹp đàng hoàng vậy hết. Nhưng mà vui chơi được mấy ngày thì Guru Dafa mới lên đường trở về nước, thì nó xui chỗ là có một thành lính hầu của Guru Dafa bỏ quên đồ, tức là đoàn tùy tùng đưa đi rồi, rồi có một đứa nó bỏ quên rồi, nó quay nó lại, thì nó quay nó lại nó mới thấy có một cái cô mà cái cô mà tỳ nữ trong cung á đang lao ghế ngồi nãy lao dọn á, rồi có vừa lao có nói chuyện với mấy cô kia, có nói chuyện đời ngược nhau, con của nô lệ mà bây giờ tự nhiên đổi đời, con của đầy tớ mà bây giờ đổi đời. Thì cái thằng lính hậu nó nghe như vậy đó, nó đi về nó học, nó nói rằng thưa hoàng tử, không biết họ nói vậy với cái ý gì, mà tại sao người ta lao ghế hoàng tử mới vừa ngồi xong rồi hoàng tử đi đó, thì nó nói là con của nô lệ mà bây giờ đổi đời. Thì hoàng tử nó nghe nó sốc, nó giận nó, ông mới đi điều tra, ông lớn ông đi điều tra thì mới biết ra là mẹ ông thật ra không có phải. Dòng Thích Ca không hề có một người con gái nào như vậy. Thì ông có nói một câu thế này: hôm nay mà các người mà rửa, lấy cái nước mà rửa ghế của ta, thì mai này ta lấy máu của các người mà ta rửa cái đôi chân của ta. Đấy, nó mới ra cái cớ sự đó. Nãy giờ tôi kể một dòng dài dòng là từ cái chỗ vì đâu mà có cái chủ mà tan sát Dòng Thích Ca là chỗ đó. Thì coi như là khi mà ông vượt vài năm sau mà được giao cho nắm tổng quản quân đội rồi, thì ông mới kéo nguyên một đoàn quân tràn về quê ngoại để mà tàn sân. Cái quê ngoại thật ra đâu có gian máu mũ gì ông đâu. Thì lúc đó trong kinh nói Đức Phật Ngài biết đã đến lúc Thích Ca phải bị rồi. Bởi vì mình đọc kỹ cái đó mình mới thấy cái chuyện nghiệp báo trong đạo nó rõ ràng lắm. Vì lòng đại bi thì Ngài đến, Ngài ngồi ở cái biên giới đó, cái đoàn quân sắp đi tới, Ngài ngồi mà có một cái cây, ở đó có cái cây cổ thụ mà lá nó rụng hết rồi, mà mấy cây kia thì xum xê mà ngày không có ngồi dưới gốc cây mà không có lá trơ cành như vậy. Thì Quý Đô Đô Pha ổng là một Phật tử mà ổng xua quân lên tới, mặt mày ổng hầm, người ta ổng thấy cái Phật ngồi là ổng hết hồn rồi, ổng đi xuống quỳ lên lễ. Ổng nói bạch Thế Tôn, tại sao mà chỗ mát thiếu gì mà ngày không ngồi mà lại ngồi dưới gốc này? Thì các vị hãy nghe Đức Phật trả lời cái câu này: Quý Đô Đô Pha có biết không, mấy gốc cây bên kia đó là đất của người ta, cái cây này nó nằm bên cái lãnh thổ của bên ngoài, bên bờ của bên Dòng Thích Ca. Dưới cái bóng mát quyến thuộc thì cây nào cũng là mát hết, cái bóng mát quyến thuộc che chở cho Như Lai được rồi. Thì giờ các vị hãy tưởng tượng đi, mình tính đi tàn sát mà mình nghe người nói cái câu là cái cây này tuy nó không có lá nhưng mà cái cây này là cây quyến thuộc của Như Lai, cái bóng mát, cái tình thân quyến thuộc nó che Như Lai mát rồi. Ông nghe như vậy ông quay đầu về, ông rút quân về, mà qua ba lần như vậy
thì Đức Phật Ngài nói cạn tình rồi, tức là Ngài làm cho, là Ngài đại, tức là Ngài có can thiệp chứ không phải là can thiệp. Nhưng mà đó là thứ ba Ngài không xuất hiện nữa, thì cứ thế mà đoàn quân nó đi. Mà gặp lớn thì chém kiểu lớn, mà nhỏ thì chém kiểu nhỏ, tan sạc mà máu mà nó đổ thành sông. Mà dòng Thích Ca lúc bấy giờ đó, qua mấy chục năm, Đức Ca bây giờ đều là những người cư sĩ mà thuần thành hết. Thuần thành là sao? Khi mà nghe nói có người mà tàn vô tàn sát, dòng Thích Ca nói với nhau, chúng ta thà chết thì không có chống. Mà dòng Thích Ca là những chiến sĩ cực giỏi của Ấn Độ, những chiến sĩ tinh hoa của Ấn Độ thời đó, bắn cung rồi cởi ngựa rồi kiếm thuật rồi cực giỏi. Nhưng mà dòng Thích Ca khi đã biết đạo rồi là nắm tay nhau mà chịu chết, không có phản ứng. Tấm kêu nhỏ thấy ghét vậy đó, nhưng mà đụng chuyện thì lại rất là tu hành. Máu đổ thành sông, sát chất thành núi, thì có một số chạy thoát được. Thì cái đêm đó, sau khi tàn sát dòng Thích Ca rồi, thì Uyudhoda kéo quân về đi ngang một cái bờ sông, tự nhiên nghe nực. Đầu hôm thì ngủ ở trên, mà suốt gần sáng đó, thì nghe nực quá đi, suốt bờ sông nằm cho nó mát. Thì lúc đó là do cái nghiệp mà tàn sát một cái dòng họ mà tu hành đó, nó khiến cho một cơn lũ sức hiện động, cái dân nó cuốn đi không còn một mống. Đó là cái gì đó. Thì một ít dòng Thích Ca sau đó lưu lạc, cho nên bây giờ Nepal nó hiện giờ cũng còn, nhưng mà hiển nhiên là nó pha tạp tùm lum hết rồi. Thì tôi trở lại vấn đề đó là khi mà có người hỏi Đức Phật vì sao dòng Thích Ca tu hành ghê gớm như vậy mà vẫn bị chết thảm như vậy, dòng Thích Ca có một vị Phật như vậy mà tại sao dòng Thích Ca không tránh được cái nạn này, thì các vị có biết không? Ngay cái buổi chiều mà dòng Thích Ca bị tàn sát, thì ngay buổi chiều đó trong chùa Đức Phật Ngài bị nhức đầu kinh khủng. Nhức đầu mà nếu gặp người thường Ngài có thể chết được. Tại sao? Là vì lúc đó Ngài cũng đang bị chịu nghiệp. Lẽ ra nếu Ngài không phải là vị Phật thì buổi chiều hôm đó Ngài cũng đã bị giết rồi. Tại sao? Là bởi vì Đức Phật kể rằng ngày xưa có một cái dòng họ nằm cất nhà ở ven sông, bắt cá bằng cách là thả thuốc độc xuống đầu độc cả một khúc sông. Nếu như mình giờ mình bỏ thuốc rầy vậy đấy, thuốc sâu á, để mà cá nó nổi lên bắt ăn. Lúc đó Ngài với một đứa bé thôi, Ngài không có trực tiếp tham dự, nhưng mà Ngài thấy vui lắm, Ngài thấy mà cá nó nổi trắng hết trơn rồi, để nó bắt mấy con cá bự nhảy lên tưng tưng tưng, Ngài thích lắm. Ngài chỉ vui theo thôi đó, vui thôi. Mà vì cái nghiệp mà đầu sát, chết cứ chết nguyên rúp vậy đó. Mà cuối cùng thì cũng không được thoát. Cái cuối cùng cũng được thoát. Cho nên tôi hỏi các vị, khi mà tôi đọc những bài kinh nó làm sao mà tôi tin cái chuyện cầu an được? Ví dụ như nó đã tới rồi thì cầu an phải là tôi không tin lắm, nhưng mà nó có về. Trong kinh Milena Panha này, kinh Mi Tiên Vấn Đáp của Nam Tông ấy, thì nói rằng là một cái lần tụng kinh mà nó có hiệu quả, kinh cầu an nó có hiệu quả là nhờ những cái yếu tố sau đây. Một là cái người tụng ấy phải là người tập trung tư tưởng, gửi hết cái tâm tư vào cái lời tụng của mình, chứ còn mà cái miệng ê a mà cái lòng nó đi đâu nó phiêu bạt gửi gió cho mấy ngàn bay thì coi như nó không có linh. Thứ nhất là cái lòng người tụng kinh là phải cắn thích. Cái điều thứ hai nữa là cái người mà được tụng kinh đó phải có cái tâm đón nhận, chứ còn mà lúc đó người nó bị phiền não tham sân si nó chi phối thì cũng không được. Và cái điều thứ ba nữa là cái người đó không cứ bị trọng nghiệp. Trọng nghiệp là cái nghiệp quá khứ mà nó quá nặng ấy. Nghiệp nhỏ nhỏ, nghiệp nhẹ nhẹ đó, nghiệp xương xương đó thì còn được, thì còn mà đúng là đã là cái nghiệp nặng rồi thì nè kìa, phải chịu thôi. Các bạn biết như Ngài Vũ Kiền Liên là đệ nhất thần thông mà vẫn tiễn cước nó bằng như là tương tạo, như tương cử đà vậy đó, giống như tương bần người Bắc vậy đó. Tại vì các bạn biết là 500 người thanh niên mà coi như nó bằng Ngài đó. Tại sao nó bầm kỹ vậy? Bởi vì ngoại đạo họ thuê giết Ngài. Mà nó bầm Ngài ra làm 80 phút xong rồi nó làm nghe nó bây giờ ông thần thông cũng dỗi lắm. Còn dư mà mấy cục bự ông cũng trở lại được nữa. Cho nên nó bầm mỗi tay là đứa khác nhào vô bầm, nó bầm nó giống như tương bằng của người Bắc vậy đó. Mà Ngài là đệ nhất thần thông chứ đâu có phải. Nghiệp nó tới rồi thì cho nên Nam Mô hay những từ đi phải còn lâm nạn muốn như thầy chùa rồi đó. Mình tu, mình bố thí trì giới tham thiền niệm Phật, giữ gìn tâm thanh tịnh vân 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 vân, để chi? Để thanh lọc phiền não, và khi duyên lành nó công viên quả mãn thì mình được giải thoát sanh tử, chỉ vậy thôi. Chứ còn mà mình trông đợi là tu để tu thoát nạn thì khó lắm.
Vì sao có bị nhớ giùm tôi một chuyện thôi, là trong dòng sanh tử luân hồi Đức Phật nói rằng cái sữa mẹ mà các tỳ kheo các ngươi bú, sữa mẹ nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Cái máu mà các ngươi đổ ra do tai nạn nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Cái nước mắt mà các ngươi đổ ra do khóc cha khóc mẹ khóc sanh ly tử biệt nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Điều đó có nghĩa là cái lần sanh tử, cái tiền kiếp mình đã luân hồi bao nhiêu kiếp nó nhiều lắm. Và các vị tưởng tượng trong vô số kiếp đó mình đã tạo bao nhiêu cái ác nghiệp. Các vị tưởng tượng ha, bây giờ là các vị này là những người Phật tử biết đạo nè nha. Các vị là coi như là cũng đâu có bị tật nguyền điên khùng gì, ngũ quan đầy đủ mà lại biết Phật pháp, mà hỏi trong 24 giờ đồng hồ cậu tự có được bao nhiêu phút mà sống bằng tâm thiện và bao nhiêu phút sống bằng tâm bất thiện, thì thử hỏi những cái kiếp mà không biết đạo thì mình còn trời ơi đến ở đến mức nào nữa. Mình tạo biết là bao nhiêu nghiệp cực kỳ cực biết không. Cho nên bây giờ thì tôi không phải nói cho các vị sợ đâu, bởi vì phải nói là mình có phước lắm, lớn lắm mình mới gặp được Phật pháp, mình phải có niềm tin như vậy đó. Cho nên nhiều khi hỏi chứ sợ nghiệp quá khứ không, nó sợ chứ. Nhưng mà tôi có tin một chuyện là cái người mà phước ít không có thể nào mà gặp được Phật pháp mà bằng một cái niềm tin mà dũng mạnh. Và một cái người hiểu được Phật pháp mà cho nó đàng hoàng là cũng là người đại phước. Cái chuyện gì thì tôi không dám nhận, nhưng mà cái chuyện đó thì tôi phải nói là tôi nhiều đôi khi tôi cũng tự an ủi, tôi biết tôi là người đại phước. Là bởi vì đến với đạo mà do một niềm tin xuông đó, nó không có bằng đến với đạo mà có một sự hiểu biết nó vẫn tốt hơn. Thì dầu sao đi nữa thì mình tận lực thôi, thì mình biết được Phật pháp thì mình tận lực thôi. Tránh được cái điều quý được thì bao nhiêu được thì cứ tránh, và điều thiện làm được thì bao nhiêu thì cứ làm. Nhưng mà nhớ thì một điều, toàn bộ chuyện cầu an và cầu siêu phải được chính ta làm cho mình trước khi mà để cho người khác làm. Đó là điều mà tôi chân thành và tha thiết mong mỗi bà con nhớ giùm. Và tôi phải nói rằng tôi có từng đi tụng kinh như Phật tử, có nhiều người đó, tôi nhìn họ đó, tôi nghĩ mấy cái người này không có cần tụng họ cũng siêu. Maybe chứ không phải là mình không có chắc, nhưng mà maybe. Nhưng có nhiều người đó, là tôi đi tụng nhưng trong lòng tôi nó không có được một chút niềm tin nữa. Bởi vì khi họ còn sống, họ đi ngang chùa họ không thèm dòm nữa thì làm sao mà siêu nổi. Siêu nó bằng chữ X thì được, chữ S là khó lắm. Siêu dẹo. Yeah. Cho nên là nếu mà như vậy đó thì khó lắm, thì khó lắm. Cho nên ngay bây giờ đó là mình nhìn cái đề, mình muốn biết kiếp sau mình nên dục tri tiền thế nhân kim thân thọ giả thì, dục tri lai thế quả kim thân tạc giả thì. Muốn biết đời trước mình ra làm sao thì mình bây giờ mình đang hưởng cái gì. Mà muốn biết kiếp sau mình như thế nào thì mình coi bây giờ mình đang làm cái gì. Chứ còn mình đi bố toán chi cho nó mệt. Các vị có biết rằng nó chỉ tay mà nó cũng thay đổi trên năm tháng. Tử vi là những con số mà mình không có dời được. Như cái mình sanh vào cái ngày đó, cái giờ đó, cái tháng đó, cái năm đó là mình đâu có sửa được. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình không sửa cuộc đời mình được. Trên đó là cái điểm mà tôi nghi ngờ tử vi đó. Tức là có một số điểm tử vi nó đúng, tôi tin. Nhưng mình không phải là tất cả. Là vì sao? Là vì sao khi mà mình ra đời rồi đó, mình gặp gỡ những ai, mình tiếp xúc với ai, và những cái gặp gỡ đó nó tác động như thế nào lên trên con người của mình, đó là một chuyện khác nữa. Chứ không phải là mình sanh vào giờ đó, ngày đó, năm đó, tháng đó là cuộc đời mình phải y chang giống như đổ khuôn, không có phải. Nó chỉ đúng ở một số lãnh, một số chuyện, một số khía cạnh mà nó có. Ví dụ như cái người mà sanh vào cái giờ đó, ngày đó, tháng đó, năm đó, trong cuộc đời họ khó mà tránh được một lần bị gãy tay gãy chân, dạ, khó mà tránh một lần phải ly hương. Hoặc có nhiều người sanh vào cái ngày đó, năm tháng đó, giờ đó rất là khó tránh một hai lần là đổi đỏ. Giống như trai thì con trai nhâm quý thì tài, mà gái mà nhâm quý phải hai lần đỏ đó, biết hai lần đỏ không? Này, thì nó cũng có nhiều khi nhầm cái tuổi đó nó khiến cho nó trục trặc. Nhưng mà có nhiều người hỏi tôi chuyện đó, tôi nói hai lần đòi thì vui hơn một lần nó chán, nó boring. Đưa sang rồng, đưa người cho ta không đưa cho sống. Không có chuyện nghe không kỹ vậy. Thâm tâm là đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sống ở trong lòng nắng chiều không thấm không về một sao đầy hoàn hốt của mặt trời. Nhưng có người sửa là thế này, là đưa người chứ không đưa cho sống, chứ phải đưa nữa. Là đưa cho đi khuất vậy rồi. Cũng giống như cái bài thơ mà một tiếng hoa xin ngô hữu loan, có hai cách đọc.
Cái tập thứ nhất là nàng có ba người anh đi bộ đội, các em nàng của em chưa biết nói, đó là cái tập thứ nhất. Cái tập thứ hai là nàng có ba người anh đi bộ, rồi gọi các em nàng của em chưa biết nói. Các vị nghe cái nghĩa này có khác không? Khác chứ. Cái thứ nhất là đi bộ đội, còn con cái thứ hai là đã đi bộ, còn gọi các em nàng. Mà ớn nhất đó là trong đó có một em mình chưa biết nói nữa, là nó buồn buồn mà nó là mẫu mà chết rồi. Ok, đứa người nó không biết bao sống, sao tôi sống một đời thôi. Là vậy đó. Cho nên nó trở lại vấn đề đó là chuyện đầu tiên trong cuộc sống này mình phải tự lo cho mình trước. Và Đức Phật dạy rằng một người mà bị kẹt ở trong đồng lầy thì rất là khó mà cứu được người khác. Tôi thì thảo còn nguyên, tôi đâu có bị mẻ, biết nào tham cho duy nguyên, nhưng mà tôi chỉ mà tôi nghĩ rằng tôi có thể nói chuyện với bà con vì hai lý do. Một là về luật pháp, maybe có chỗ mà mình có thể trao đổi với nhau được. Điều thứ hai đó là tôi hơi có vị ở chỗ là tôi có thời gian hơn, tôi có thể không dám nói là tu, nhưng mà có thể là sống thì dám nhận, tôi sống và tôi suy tư về đạo nhiều hơn công việc với mẹ thôi. Và phải như vậy đó thì mai này ấy, người ta tụng kinh mình tụng ít ít nên nó mệt, chứ còn mà mình nhớ mình tụng mình tu càng ít mình mắc mình tắt mắt người ta tu dùm càng nhiều. Tu dùm là sao? Tu dùm là nó phải tụng nhiều hơn. Yeah. Tôi nhớ có một lần đó tôi giữ đám tang của một vị hòa thượng, rồi một vị hòa thượng khác phát biểu một cái bài nói trong buổi đám tang đó, mà cái bởi nó chỉ nó rất là ngắn, nội dung rất là hay, nhưng cái câu cuối cùng mà tôi nhớ hoài thì đã kết thúc buổi nói chuyện bằng cách nói là chúng tôi đến tụng vì thông tình, nhưng tự thông tâm tôi tin rằng ngài không cần thiết đến bài kinh thầy kinh niệm chúng tôi, vì ít ra tôi tin rằng ngài đã từng siêu độ cho mình rồi. Đó là câu nói tôi thấy rất là hay. Tôi đến tụng vì đạo tình mà thôi, chứ tự thông tâm tôi nghĩ rằng ngài đã tự siêu độ cho mình từ lâu rồi. Sống nhẹ nhàng chết thanh thản, tôi nói hoài sống như một làn khói, sống như một cái miếng hơi nước thì tự động nó bốc, còn mình sống như một ly nước lạnh thì nó kiếm chỗ thấp nó chung xuống. Mình sống mà nặng nề quá, ích kỷ quá, khi chết rồi thiên hạ có ngồi đầy những cái lòng trời mà tụng niệm thì cái chuyện đi lên nó rất là khó. Nếu sống có một cái sự tu dưỡng nhất định ấy, thì khi chết rồi không ai tụng mình vẫn đi lên. Phật nói ném một tảng đá xuống nước rồi cả đám đông có tụ họp lại mà tụng niệm thì tảng đá vẫn cứ chìm, vì nước nó nặng hơn, vì đá nó nặng hơn nước. Nhưng nếu đem đổ dầu xuống dưới nước cả làng ra rủa thì dầu vẫn cứ nổi, vì dầu nó nhẹ hơn nước. Cả làng ra rủa xả thì nó vẫn cứ nổi thôi. Còn mà đem cục đá liền xuống sông thì cả làng mà ra mà quỳ mà lại mà than mà khóc mà tụng mà niệm thì đá nó vẫn cứ chìm thôi. Ở đây nói cho cùng ai đây cũng có tuổi hết rồi. Tôi rất là mong các vị có thì làm chuyện thôi, hít sâu thở chậm, sống tỉnh thức, làm gì biết đấy, khi giận biết mình giận, khi vui biết mình vui, không để vui quá trớn, không để giận quá trớn. Đó là pháp dưỡng sinh mà cũng là pháp tu. Thì cách đó mai này tôi tụng kinh cho các vị, tôi mới có niềm tin. Chứ còn cứ kiểu mà lăng thì chỗ cho mình ít quá, tôi tụng thì cũng thiệt cũng kiếm tiền nhan khói thì đi tụng, chứ còn không tin. không có tin. Cho nên nếu các vị là ba má tôi thì tôi cũng nói câu đó thôi, tức là bây giờ về đó là sống chậm lại, làm gì biết đấy, tập đi. Ví dụ như là bây giờ nhớ tiền xương cốt mình bây giờ nó giòn lắm, nó dễ bị loạn, nó dễ bị gãy được. Đi đến cẩn thận cái như hồi xưa đó, cách đây mà mười mấy năm, các bạn biết tôi ở trên cây thì nhảy cao thì cũng dám nhảy nữa, nhưng bây giờ biết lớn rồi bây giờ nó gãy khó lành lắm, cho nên bây giờ không có dám nhảy tưng bình nữa. Mà mới có bốn mấy tuổi mà đã phải cẩn thận, nhớ. Bây giờ xương gãy nó khó lành lắm nha, nhớ. Đi đến thì các bạn cái trong nhà bước ra cũng hơi giòn chút, bây giờ cẩn thận lắm. Ở đầu giường lúc nào có cái đèn pin, ở đêm mà muốn đi ra cửa cũng phải rọi sơn cái bước tập vậy đó, chút chuyện các bạn biết nghe chuyện nó funny, nó buồn cười, mình phải tập như vậy. Sống chậm mà sống đúng đầu tình cảm, chỉ nhớ đang đi mà nghe trước mặt thì phải làm sao, đúng không? Rồi, nhớ cái đó. Nhiều người sống mấy chục năm mà không biết cái điều đó,
không có biết gì. Cứ đang đi nhẹ trước mặt, đừng có nghĩ cái gì cao siêu hết mà mơ ngồ chút đi. Dạ, là mình phải tập như vậy đó, mình là còn hoặc một cái nói là đạo Phật á. Khi mình ngồi rồi, cái chánh niệm là gì, là mình chú ý đến hai bàn chân mình để cho đừng sợ hãi, không có gì phải sợ hết, không có gì phải sợ. Mình nhớ là không đêm ngủ mà chỉ mất thở, không có gì phải sợ hết, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Bị mất thở nhưng mà mình vẫn tập trung chánh niệm vào ở trong tùy, có người tập trung ở lỗ mũi, người tập trung ở cái vùng bụng, tập trung xem cơn hơi thở nó tại sao nó mất. Chẳng hạn như tôi vẫn có tỏ tôi bị đó, nhưng mà tôi tự cứu cho một cách đó. Đúng là mình tập trung cái tâm mà nó mạnh lắm vậy, tâm mạnh lắm, mình nhớ đừng bao giờ sợ hãi, sợ hãi nó chỉ hại chứ không có giúp được gì đâu nè. Thì chỉ như vậy thôi, thì đó cũng là một cách sống. Tức là hồi đó giờ mình số bộ cho nên mình sống như một xác chết biến đi. Sống thế giới này nó, người ta đau khổ là vì người ta làm, mà người ta biết ta làm cái gì, người ta nói, người ta không có kiềm chế được lời nói, người ta không có làm khổ nhau. Bây giờ mình tập sống sao mà mình có thể control được, mình biết rõ được cái điều mình nói. Đời sống nó khổ là bởi vì mình bị lost control, mình bị mất cái kiểm soát. Bây giờ mình tập sống có kiểm soát cái đấy thôi. Ok, dạng cũng nhiều lắm trời. Xin cảm ơn các vị rất là nhiều. Trước khi dứt lời xin hồi hướng cái công đức này đến bà cụ của tôi là bà Phạm Thị Thu, mất sinh năm 37, mất ngày 8/8/2010. Thì mong mẹ ở cảnh giới nào cũng tiếp tục sống trong cái hậu quan chánh pháp. Thì cũng không quên chia sẻ công đức này đến tất cả thân nhân của quý vị, từng người ở trong rừng và từng người trước mặt, từng thất thế phụ mẫu ở nơi chốn nào thì cũng sống trong cái đạo tình của chư Phật. Mong các vị tiếp tục tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.